Chị Lát ơi, mày tặng một, tao chưa đủ khổ à? Mày cuộc đời tao không dài đâu, vẫn phải đi xin lỗi thế này. Senna có phải đối thủ không á? Không anh em ơi, Senna như thuốc còn chả hút cơ. Senna mấy cái kích thích thì đâu còn không uống ấy. Mấy cái kích thích Senna hạn chế lắm. Senna còn không uống rượu luôn anh em ạ, còn không biết uống rượu luôn đấy. Không biết là có biết hay không nhưng mà mấy lần tôi đi ăn cùng là toàn bảo uống Coca. Mình ở gần nhà Senna, hồi đấy có đi bắn bia với Senna. Senna sống mất quân tử, mới về nhà ăn cơm. Sau đấy mẹ mình mất cái bí, từ đấy không chơi với Senna nữa. Tôi chưa bố mày nè. Vai cả lìn, thầy máy lắm, thầy máy lắm. Trông bạn Senna trông lọ mọ lắm. Tính thì rất là tốt anh em ạ, nhưng mà anh em mà hở cái gì ra cái là thấy mất tiêu. Chơi chung sao lại nói sau lưng quá trời vậy anh ơi. Anh có nói gì đâu, anh có nói gì xấu Senna đâu. Anh thì anh toàn được nghe kể thôi. Anh với Senna thì Senna nó vẫn ok với anh mà. Thỉnh thoảng nó vay nó hơi chậm hẹn một tí thôi. Nhưng mà nó cũng chả lừa lục gì anh, nhưng mà có nhiều cái nhiều người nói quá ấy. Một người nói thì không sao nhưng mà nhiều người nói anh cũng kiểu, nói chung là anh hạn chế thôi, hạn chế chơi với Senna thôi. Không đến lúc nhiều cái nó ảnh hưởng đến mình ấy. Cái đợt Senna chơi với Duy tầm 1 tháng ấy, điện thoại Duy như kiểu bị khủng bố luôn anh em ạ. Chúng nó cứ tìm Senna, chúng gọi điện cho mình, chúng nó hỏi. Nó rất là nhiều cái nó không hay nên là mình phải né thôi. Mà Senna nó sống với tôi ok, thỉnh thoảng vay không trả không đúng hẹn gì tí thôi, nhưng mà vẫn được, vẫn chấp nhận được. Tôi sợ nhất là mấy anh em viewer này, tại vì mấy anh em viewer có cái gì anh em toàn sang đây anh em kêu ấy, nên là cờ lo lắm. Bên này kêu như vạc ấy, cứ thỉnh thoảng có một ông kêu Senna thế này thế kia, nên là ngại lắm anh em ạ. Senna thì nó chơi ác rồi, tiền nó kiếm dễ quá mà anh em. Cái đợt đỉnh cao của Senna thì nó kiếm tiền quỷ luôn đấy, một tháng kiếm 200-300 triệu là chuyện bình thường luôn á. Mà chắc giờ Senna cũng đỡ hơn rồi, không biết là vợ con vào như nào, chắc cũng phải suy nghĩ một tí anh em ạ. Ngày xưa lông bông một mình có gì ăn đấy nó còn đỡ, bây giờ còn bao nhiêu cái miệng nó đi theo đuôi nữa đúng không? Không thay đổi thì làm sao mà tồn tại được. Tôi thật với anh em, chia sẻ với anh em, cái ngành livestream này thì tôi nghĩ là tuổi thọ của ngành livestream thì lâu, tại vì ngành livestream thì nó mới về Việt Nam thôi. Và tuổi thọ của mỗi streamer thì mình nghĩ là từ 5 năm là đỉnh cao. Còn sau 5 năm nó sẽ bị hơi chậm đấy. Nếu mà không giữ được cái nhiệt tốt là khả năng là bị đào thải nhanh á. Nó đào thải khiếp luôn, có phải ai làm được đâu. Như Duy bây giờ, Duy chỉ nhắm là Duy làm được khoảng 2 năm hay 3 năm nữa là Duy nghỉ thôi. Mình cũng mong là mình sẽ giữ được cái nhiệt nó lâu hơn. Giữ được cái nhiệt nó lâu hơn, nhưng mà mình nghĩ cũng chỉ giỏi lắm Duy lại thêm 2 năm 3 năm nữa thôi. Không, nhưng mà vẫn hy vọng là livestream được tầm khoảng chục năm nữa anh em ạ. Dần dần thì mình xoay content cái kênh mình nó sang nhiều thể loại nữa. Mình mong cái kênh mình chơi kiểu nhiều loại game mà vẫn được anh em ủng hộ ấy. Hiện tại thì mình vẫn thành công ở mỗi cái liên minh anh em ạ. Mình chưa thoát ra khỏi cái bóng liên minh ấy. Khi nào mình phải thoát ra khỏi cái bóng liên minh thôi, mình chơi game nào cũng có người xem cơ. Dạ tôi mày đẹp ha. Cái mong muốn của tôi là tôi chơi game gì anh em cũng xem á. Gì đấy hả Trung? Em mình ổn không nhở? Anh em mình mua được một này á? Không phải mà đánh nhấp nhả thôi, Onin con Zumi nó có cả Thiêu cả Kiệt mà. Em nhầm à? Có flash đi. Ui dồi ôi, cú đẫm luôn rồi. Cubic Gaming đã hồi vốn chưa? Chưa. Sao mà đã hồi được hả anh em? Tại là chưa. Nói chung là một cơ sở kinh doanh thì nó rơi vào khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi thì may ra, nhanh thì 1 năm còn không phải 5 rưỡi thì mới hồi vốn được. Tôi còn âm nhiều anh em ạ. Nói chung là Duy cũng nợ mà, nhưng mà Duy nợ là Duy kiểu có tiền để Duy trả lãi để làm quán, mình gọi là mình nợ kinh doanh chứ không phải mình nợ cờ bạc. Cứ tội nợ mà, sắp tới mà mấy ông anh mà rủ mở quán nữa là lại đi vay tiếp đấy. Đang tính mượn cái sổ đỏ của mẹ cắm cái nhà mở quán nữa đây, không biết mẹ có cho không. vay thế chấp thì nó bị ít lãi. Mà đâu Dương Tiểu Phong nhá, cho em góp vốn với được không ạ? Góp vốn à, nhưng mà khó lắm, tại vì anh làm với cả một team luôn ấy.
Cái team đấy phải có một người out thì mới có người khác vào được. Còn anh làm là cả team game home là có 4-5 anh em cơ. Mà mấy ông ấy toàn người nhiều tiền anh em. Kiểu gì làm quán mới mấy ông ấy cũng cổ phần hết đi mà. Có mỗi ghi là nghèo nhất thôi. Tại vì quán sau thì Duy muốn mở với Quang Quấn ấy. Quán sau Duy nói thật với anh em là nếu mà mình mở có Quang Quấn cái là mình mở tiếp đấy. Mình không biết là Quang nó có muốn làm với mình không. Mình cũng muốn làm một cái gì đấy với Quang ấy. Quán sau khả năng là có Quang nữa là Bình Chi Linh. Anh Duy tính đi Sài Gòn là anh bốc phét đấy. Anh không đi được đâu. Đùa chứ anh còn ông nội còn các cô các bác ở đây này. Ông nội anh già lắm rồi. Ông nội anh bây giờ còn lẫn thôi. Còn nhiều lúc còn quên không biết anh là ai mà. Còn có bao nhiêu thời gian ở bên ông nữa đâu. Nên là ở Hà Nội thôi. Anh thì anh sống hơi hướng nội tí. Gia đình. Uầy. Con Hecari Moke đấy. Hecari Moke. Ok. À. Trận này ok nè, chính ra con Katlin ok đấy chung ạ. Sừng lũ sủng làm gì. Con này đi len sướng mãi. Ôi, Trung Mắt TV ơi. Ôi, con sông quê. Con quả đấy em không tiêu đốt sớm à? Em không có tiêu đốt anh này. Thằng này nó phần lát em đúc quy anh quả ác quỷ quá. Quả anh mà dẫy ra được, anh bắn 3 rồi, phí giật. Ê, lồng anh. Không lát. Ôi vai lỉnh chết luôn em à. Quả đấy chính ra em cứ để anh bắn ngon hơn đấy. Em vào rồi, chết này. Chết anh á, à, khó luôn đấy. Em có biết Guma Yushi không? Guma đây, nó đây này. Nó trong bụi này này. Đấy. Em hiểu không? Đấy, em hiểu không? Đấy. Em hiểu không? Đấy. Con bếp này, đấy anh bắn này. Bắn này. Trời ơi. Đập vị. Bắn vớ bắn bẩn chứ gần chết người. Cam lên. Gravet Katlin nhá, à Gravet Gumi nhá. Hello. Sổ kinh thế nhở. Nào Gravet bạn ơi. Hàm thế, dòng nó ở rỗi. Lại Katlin R. Đúp. Nó này rỗi đánh có chịu chưa. Trở trâu thật. Thằng Hàm này trở trâu thật. Sorry đi. Nhịn nó tí đi chung anh. Ta đang nhịn đấy nhá.
hiểu mình có lỗi gì, nhưng mà thôi mình cứ xin lỗi đi anh em ạ. Được. Hảo An. Em chung. Mình mất mít anh ơi. Bực thật. Chúng mới bọc luôn nhé. Vâng, bọc luôn, đánh luôn em. Được một len không? Không vẫn được một len em. Không có cái lỗi gì nhưng mà vẫn phải sorry. Lại tức. Mà sức chịu đựng của con người là có giới thiệu thôi. Tôi nói thật với ông đấy. Cả đang dưới tay thằng em tao đang cầm con phóng rồi đấy. Thằng Graven còn lát không nữa chung nhở? Còn anh ơi. Ủa. Hình như là Bắt đầu giữ máu, bắt đầu em. Thôi. Ờ dầm ngon hơn đấy nhỉ. Thôi anh chứ. Đuổi nó được. Tưởng nó nhảy 3 lần rồi. Dòng em ơi. Thị lát ơi. Mày tắn một. Tao chưa đủ khổ à. Mày cuộc đời tao không dài nào vẫn phải đi xin lỗi thế này. Có vẻ như Kerim đã bỏ qua lỗi cho anh em mình rồi chúng ạ. Lại xù. Xù cái thằng bù mày. Phải về em ơi. Ui chết rồi. Đi từ đó. Không chịu đâu anh hút máu à. Nó đổi cái đấy lan cho 4 rồi anh em. À! Tại đừng đi góc đấy nữa chung anh. Chuyển góc bên này. Em đánh ra ngoài đi, kéo đâu. Từ nhá, là ngay cây xa đâu. Đây bắn nó đi. Anh vừa. Đây. Thôi Trung, nhịn nó đi. Trung, nghe anh. Dầu sôi lửa bỏng rồi này. Nhịn nó đi. Mấy anh em mình nhịn được 20 phút rồi. Còn mấy phút cuối nhịn nốt đi.
No mom. Không, fuck. Chửi no mom. Chùm. Bố có cái cay về từ đầu game đến giờ.